Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bi. Hôm nay là ngày 12 tháng 12, thì như các bạn đã biết là hôm nay là đại lễ sale sinh nhật của Shopee nè. Rồi Lazada cũng có nhiều mã giảm giá, Tiki cũng như là Sen Đỏ. Hòa cùng cái không khí ngày hôm nay thì Bi cũng có đặt một ít sản phẩm. Và cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Momo đã luôn yêu quý Bi và đã tặng cho Bi nhiều cái mã giảm giá, cái mã thanh toán đa năng để Bi có thể mua được nhiều cái món mà Bi thích. Như vậy thì ở đây Bi có đặt một hộp hàng, một thùng hàng từ Tiki giao nhanh trong vòng 2 tiếng. Trong đây thì gồm có 3 sản phẩm, bây giờ mình cùng unbox nha. Dạo này mình hơi bị mệt, không phải vì là do làm việc nhiều mệt mỏi, mà mệt ở đây là do mình phải thức khuya để canh sale đúng không các bạn. Canh được hàng giá tốt á thì nó rất là vui luôn. Đây chỉ là một miếng đệm thôi. Đây, trong cái thùng hàng của mình có 3 món hàng, trong đó thì có một cái này là cái gậy selfie gồm có 3 chân đỏ ha, tripod gồm có 3 chân đỏ. Tiếp theo là hai quyển sách rất là dễ thương. Quyển thứ nhất là Thần Thái Uy Nghi Dẫu Quỳ Vẫn Oai. Thần Thái Uy Nghi Dẫu Quỳ Vẫn Oai, cái này của nhà xuất bản Phụ Nữ. Cái này là dịch của nước ngoài nè, này của Nhật ha. Ở bên trong có rất là nhiều những cái hình ảnh dễ thương. Đây, rất là nhiều hình ảnh dễ thương. Chắc là Bi sẽ đọc trước xem nội dung nó như thế nào, và Bi sẽ có video review cho các bạn trong những video tiếp theo. Và tiếp theo là một cái quyển sách là Hẹn Hò Online. Nói về hẹn hò online thì với tiêu đề là Hẹn Đi Chờ Chi. Thì thông thường mình có cái chương trình Chạy Đi Chờ Chi, còn bây giờ là Hẹn Đi Chờ Chi. Ở bên trong được trang trí rất là đẹp mọi người ơi. Ngoài chữ ra còn có hình ảnh, có màu sắc luôn á. Chứ nó không có đơn thuần là cái quyển sách mà giấy trắng mực đen truyền thống. Cái này cái chủ đề về hẹn hò. Ế quá rồi, phải đi tìm những cái sách để cho mình hết ế thôi các bạn ơi. 2020 sắp tới rồi. Những bạn nào, anh chị nào mà đang ế đó thì hãy tranh thủ tìm cách để thoát ế đi nha. Bi cũng đang cố gắng đây. Rồi, bây giờ thì Bi sẽ unbox cái này ra. Cái tripod này Bi mua được với giá có 75.000 thôi, rất là rẻ. Nó rất là gọn luôn, nó không có cồng kềnh như cái tripod trước của Bi. Cái này mình có thể bỏ gọn vô cái ba lô, cái túi xách để mà mình đi di chuyển ra bên ngoài đường đó. Gồm có hai phần. Cái này cái đỡ và một cái là phần kẹp điện thoại. Sao có gì mà cắt dữ vậy? Đây, gồm có hai phần. Đây là cái phần kẹp điện thoại ha. Và đây là cái giá đỏ nè. Này Bi không biết là nó xoay như thế nào nữa. Thật sự là không biết xài như thế nào luôn mọi người ơi. Cái này thì xoay như vậy. Còn cái này, à cái này là có cái nút bấm này, bấm rồi để di chuyển, bấm hai cái nút này nè để di chuyển lên, thay đổi cái góc độ. Đây thì mình gắn cái này, nó có hai cái vị trí ha, mình có thể gắn cái gì đây cũng được, khá là gọn luôn. Mình gắn mình gì đây và mình để cái điện thoại lên
Ở đây mình không có điện thoại khác. Đó, ví dụ là mình sẽ để cái điện thoại như vậy và tiến hành quay phim, chụp ảnh, hoặc là xem phim chẳng hạn ha. Đây là một cách. Cách thứ hai nữa thì mình có thể tháo cái này và mình gắn nó ngang lại. Cái này bị dở cái là nó quá ngắn đó. Rồi, mình có thể để điện thoại theo chiều ngang như vậy. Chiều dọc. Đó, để như vậy cũng được. Cái này thì nó không có xoay được, nó chỉ lên xuống thôi. Cái bộ tripod này là 75.000. Với lại hai quyển sách này á, mỗi quyển là 12.000. Thì tổng cộng á là Bi đối với ba sản phẩm này Bi chỉ tốn có 99.000 thôi. Và được tài trợ của Momo, Bi có một cái mã quà tặng 99.000 của Momo, cho nên là Bi mua ba sản phẩm này miễn phí không tốn đồng bạc nào hết. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn muốn mua những cái sản phẩm này thì Bi sẽ để cái link ở dưới phần mô tả video. Nếu hay thì các bạn hãy cho Bi một like và share cái video này ha. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của Bi đây nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.